Hello, xin chào cả nhà, chúc cả nhà sức khỏe và bình an nha. Hôm nay em về được ít con à. Em lên con đầu tiên của Mỹ nha. Nissan chống nước 200 m luôn nha, mặt hai lòng nguyên khối luôn, rất là cứng cáp nha, rất là nặng. Đáy xoáy luôn, Nissan của Mỹ nha. Máy Nhật này nha, đó, chống nước 200 m, khép không rỉ nè. Đó, Nissan là rất là nặng luôn, đầm tay luôn, đi kèm nó là dây cao su riêng của nó, riêng từ A đến Z luôn nha. Đây, khóa riêng luôn Nissan này. Đó, dây riêng, núm cổ chai nha. Đây, nó bằng phẳng, nó góc 5 giờ đó. Mình muốn ấy là mình muốn dặn ra, mình lấy cái tay hay lấy gì xoay nó ra là nó ra nha, xoay giống như con ốc mà mình dặn xuống rồi nè. Đó, ra. Riêng của nó là vậy nha, chứ không phải mình ấy, tại nó cứng để nó chống nước á. Rồi đây, size mặt của nó là 39 đó nha, 39 chưa núm nha, nhìn vậy chứ cũng rất là to nha, nặng đây, đẹp len keng luôn, như có dạ quang là hai kim nha. Đó, riêng từ A đến Z luôn. Đây, N0 630 bao ship nha, của Mỹ nha, máy Nhật nha. Đó, khép đúc luôn, rất là ngầu, cá tính. Đó, mình sợi dây nè, mốt mình không thích mình thay dây da dây gì vô cũng được. Đó, riêng từ A đến Z luôn, N0 630 bao ship. Rồi em qua con một con điện tử độc lạ đi, con này đo nhịp tim nha. Đó, đây đầy đủ chức năng, đây em chiếu vô đó, đo nhịp tim là em phải để tay vô là đo à. Đây, đó, 69 rồi nha. Đó, đầy đủ chức năng luôn, nó bấm giờ nè, tại nó màn hình âm bản, tại không thấy chiếu sát vô nè, khó thấy đây nè, đó dễ thấy không. Đó, báo giờ, báo thức, lịch vạn niên, đầy đủ chức năng luôn, có đèn luôn nha, em tắt tắt đèn cho dễ thấy. Đó, đèn rất là sáng luôn. Đó, bấm cái là nó kêu tít tít nha. Đó, đây dày cho dễ sáng nè. Rồi đo lên tay nè, để tay vô bấm này là nó đo nha. Đó, nó đo nhịp tim nha. Đó, 77. Đó, rất là độc lạ luôn. Size của nó là 38 ngang nha, 37.8 ngang. Đó, hiệu nó là Solus, của Nhật nha, chứ không phải Trung Quốc đâu. Đo nhịp tim nha. Đó, tích heo, tích full nè, chống nước 50 m nè, Le Su 840 nè. Đây, đo nhịp tim nè nha, H2 530 bao ship nha, nó đầy đủ chức năng luôn. Tại đây mình tắt đèn mới thấy nha. Đó, riêng nguyên bản là vậy đó. Đó, nó đo liên tục luôn nha, mình không thích thì mình tắt hay sao. Rồi cả nhà về nghiên cứu, đây đèn của nó đây. Đó, nó đo nè, nó mình thích mình tắt. Rồi, H2 530 bao ship nha. Rồi, em lên tiếp một con Mỹ đi, Egin của Mỹ nha. Đây, rất là đẹp, hai lịch luôn, liền xoay nè, máy Nhật nha, chống nước 100 m nha, có dạ quang nha, có dạ quang thôi.
dây nè, thép đúc luôn, máy Nhật nha. Engine Mỹ, máy Nhật, đáy xoáy hai lịch, niềm xoay dây dài luôn, E8 580 bao ship nha. Đó. Đó, niềm xoay nha, E8 580 bao ship, em đo size nha, size 40 chưa núm nha. Em lên một ngọn rồi sóc của ngày hôm nay đi. Đây rồi, sóc này là pin năng lượng nha. Đó. Nó có báo mức pin đây nè. Vừa chạy hai kim dưới bốn ô điện tử nha, có đèn tự động luôn, có đèn tự động luôn nha. Đây em test đèn tự động cho. Phải đeo lên tai á. Có đèn tự động nha, rất là hầm hố, gờ sóc nha. Con này đời đời chắc cổ gì, phải sản xuất ở Nhật rồi. Chống nước 200 m, giáp ban nha. Đó. Nhật nha, đầy đủ chức năng luôn. Đó, em bán với giá 580 nha, G5 580 nha. Tay thì cỡ 17 rưỡi 18 đổ xuống nha. Đó. Đó, vừa hai má, vừa hai kim với bốn màu điện tử nha, đầy đủ chức năng. Đã giờ còn pin năng lượng nữa, pin năng lượng và đèn tự động nữa nha. Đó. Ai hốt thì mời, xin mời G5 580 rồi. Em lên một con Seiko nha. Đó, mặt cũng xanh đen. Size của nó là tầm 36.7 nha. Chưa núm. Nếu cả núm là tầm 38.7.6 gì đó. Titanium nha. Có một lịch nè. Đó. Đó, dây nó nè. Pin nguyên luôn, S3 580 nha, đáy xoáy luôn. Của Nhật nha, Seiko nè. Rồi. Dây dài luôn, S3 580 bao ship, mặt rất đẹp luôn nha. Em lên một con Casio nội địa Nhật luôn nha. Đây, pin năng lượng nha. 3 kim. Nhìn vậy thôi chứ dạ quen là rất là đẹp luôn nha. Rồi, đây, dạ quen đây, đèn nữa đây. Nó rất đẹp luôn. Dạ quen số học trò 3 kim mà còn số học trò nữa, pin năng lượng nữa, đầy đủ chức năng luôn. Size ngang là 42.6 nha, dây cũng dài luôn nha. Mã của nó là M5 650 nha. Đó. Dạ quen số học trò, đầy đủ chức năng, giờ thế giới báo thức này kia. Cục pin thôi nó cũng hết 300 rồi nha. Pin rất là khỏe luôn. Rồi em lên lại một con dây da của Nhật nha. Đây. Vừa chạy 3 kim, 2 ô điện tử ở trên nữa. Đó. Rất là cái này bấm là đèn nha. Có đèn nữa nha. Đèn. Đây. Đó. Rất là nhiều chức năng ở dưới đây, chỉ thứ nha. Có 10 vòng 3 nè. Đó. Báo thức thì 7 giờ 10 30 buổi sáng nè, đó. Rất là nhiều chức năng luôn nha. Rồi. Đây. Nguyên bản nó nha, của Nhật nha. Con này là của Nhật đó. Size 39 40 chưa núm nha. Đó. Chơi 11 6 rưỡi bao ship nha. Đây của Nhật đó. Có báo thức, có đèn luôn nha. Đó, size 11 6 rưỡi bao ship.
Em lên lại một con của Mỹ nha, thép đúc nguyên khối chạy 6 kim nha. Đây red của Nhật nha. Đó, nguyên khối luôn, thép đúc nha. Nhìn rất là ngầu. Chạy 6 kim luôn nha. Đây có hai nút bấm nè. Chạy full 6 kim. Đó. Đây chạy kim rốn góc 9 giờ, 9 giờ nha, còn kim dài là kim dây thể thao nha. Đó. Có một ô lịch nè, riêng nguyên bản từ A đến Z luôn, từ dây khóa này kia luôn nha. Đó. Đây size của nó tầm 40 nha, nhìn vậy chứ cũng 40, nhìn rất là ngầu, 39 40 nha. Rất là ngầu luôn, của Mỹ nha, máy Nhật nha. Đây đó, giáp ban mu version gì nè, của Mỹ nha, dây xịn luôn nha, riêng của nó luôn đó. G78 788 bao ship nha. Rồi em lên một con điện tử của Đức nha, con này là đo nhiệt độ, thời tiết, la bàn, tọa độ luôn. Đây bấm vô một cái là đó, đây là hướng đông nam nha. Đó. Quay qua đó. Quay qua là hướng khác, chỉ cứ quay qua quay chỗ nào là nó chỉ hướng đó nha, la bàn luôn, tọa độ trên đây luôn nha. Còn này là chỉ thời tiết rồi nha. Đó. Để bấm cái này thì đo độ cao của nước biển gì nữa nha, để suy ra thời tiết đó, đó độ cao độ sâu gì đó, mời cả nhà cùng tìm hiểu nha. Đó. Áp suất không khí này nha. Đó. Còn ở trên nhiệt độ nè, em đang bật mỏi lạnh nè. Đó. Nhiệt độ nó đo liên tục luôn nha, size của nó là 37, size ngang 37 nha. Size 37 chưa núm, còn cả núm là cỡ 49 nha, rin từ A đến Z luôn. Đó. Có lịch vạn niên nè, đèn báo thức này kia. Đó. Đo màn hình mặc định nó vậy đó. Đây, đèn đây. Con này của Đức nha, kết hợp với Nhật nha. Em quên dán giá, con này em bán 750 bao ship nha. Đó, rất là nhiều chức năng, nút này là nút cảm biến này nha. Đó, áp suất không khí nè, la bàn là tọa độ nè. Ở này độ cao của nước biển hay gì đó. Cái này là cái gì em cũng chưa tìm ra nữa. Có nhiều chức năng lắm nha. Rồi. Đó. 22 giờ 17 nè. Rồi em lên một con, hai con điện tử Citizen nha, đèn pin năng lượng nha, có đèn báo thức đầy đủ chức năng luôn. Đó, em bán với giá là Q1 280 bao ship nha. Đó, rất là ngầu, của Nhật nha, Citizen pin năng lượng nha, bán bằng cục pin năng lượng xoay ngang 43.8 nha. Đó, 280 một con bao ship luôn, đầy đủ chức năng nha. Đó, lịch vạn niên đầy đủ, pin năng lượng này, solar mate nè. Đó. Của Nhật nha. Rồi. Em lên một con Oren nha, Citizen nha. Oren dạng bát quái nha. Đó, trắng bát quái, niền xoay nè, 6 kim nè. Đó. Reset nè. Chạy full 6 kim luôn nha. Niền xoay dạ quang sáng luôn. Em bán T11 530 bao ship nha. Size của nó tầm 38.5 nha. Chưa núm. Rồi, T11 530 bao ship nha. Rồi em có một con Nhật nha, Canon. Đó, niền xoay nè.
Canon 230 bao ship nha, Canon là của Nhật nha, dạ quang là rất đẹp luôn. Đó, dạ quang đẹp không? Em bán 230 bao ship nha. Đáy xoáy luôn. Của Nhật nha. Size của nó tầm 37 chưa núm nha. 37 mặt đỏ luôn. Đó, của Nhật nha. Rồi. Một con Ford Shield của Mỹ nha, em bán với giá 280 bao ship nha. Nè, thép nè. Thép đúc nha. Nhìn rất là đẹp luôn. 280 bao ship luôn, máy Nhật luôn. Đó, hãng Mỹ máy Nhật Ford Shield nha, F2 280 bao ship nha. Size cỡ 35 chưa núm nha. 35 chưa núm nha. Đó, rất là đẹp. Dây dài F2 280 bao ship nha. Rất là đẹp luôn. Em lên một con Casio điện tử nha, nhưng mà xài pin năng lượng nha. Đó, có đèn tự động luôn. Đó, rất là ngầu, khá tính. Em bán với giá là S21 330 nha. Đây, đèn tự động rất là mượt luôn nha. Đó. Rất là thể thao luôn nha, 1 2 3 4 núm nha. 4 nút nút đèn này nha. Size của nó mà tính nếu mà đo ngang tầm 36.7 nha. Tay vừa và nhỏ nha, hoặc nữ nha. Đâu? 6 nút lận, 1 2 3 4 5 6 nút luôn nha. Đèn tự động rồi pin năng lượng nữa. Em bán bằng cục pin nè, mà bán giá bằng cục pin 330 bao ship nha. Đó, em lên lại một con Casio. Đó, của Nhật luôn nha. Casio dòng nội địa Nhật nha, giáp ban y nè. Đó, rất là đẹp luôn, đẹp keng. Ừ, coi nè, có đèn luôn nha, rất là sáng luôn. Đó, sáng rất là sáng luôn, dành cho nữ nha. Tay nào rồi, nữ kiểu nào cũng được. 39 đổ xuống nha, size 39 chưa nấm, rất là ngầu, của Nhật luôn nha. Con này của Nhật nè. Đó, riêng từ A đến Z luôn, giáp ban này nha. Dây nè, nó chạy 3 kim rồi có đèn nữa nha. G21 330 bao ship nha. Em lên lại con điện tử nè, rất là ngầu luôn. Nó có lưu danh bạ nè, báo thức nè, đây có cái hình hoạt hình bấm giờ nè, đó, hình mở đèn nè. Mở đèn cũng có hai cái ấy luôn nha, hai cái bảo vệ nè, size 40 đẹp keng luôn nha. B6 400, B6 400 ngàn bao ship nha. Đây, giáp anh y đây. Đó, hai con này là chung một cặp luôn á. Đó, là nó luôn á. Nhưng mà con này ba kim thì con này điện tử. Đó, đẹp len ken luôn. Baby G nha. Đó, con nào cũng có đèn. Rồi, xuống nha. Em lên một con tăng vàng điện tử nha, rất là chữ to rõ nha, 6 nút nha. Đó, rất là bự luôn. Đâu, lưu danh bạ nè, báo thức nè, bấm giờ nè, đếm ngược nè, giờ song song nè. Đó, lịch vạn niên nữa, có đèn nữa nha, có đèn nữa. Đâu, đèn đèn lúc này nè nha. Ở đâu, đèn lúc này nè. Đó, đèn xanh nha. Đó, rất là đẹp luôn. Made in Thái Lan nha. Con này made in Thái Lan nè. Đây, Thái Lan nè nha. Em nhấn mạnh luôn Thái Lan. Đó, Casio Thái Lan nha. Đẹp, đẹp long lanh luôn. Em bán T1 48 bao ship nha. Con này bản Thái Lan nè. Đó, à, nhanh tay còn nha. Lên một con Casio này mới luôn nha, chưa sử dụng luôn, còn siêu luôn nha.
Em chưa chỉnh giờ luôn. Rồi. Đó, rất là đẹp luôn nha. Em bán với giá 430 bao ship nha, A17 nè, chưa sử dụng luôn, đẹp keng luôn nha. Đó, chưa sử dụng luôn. A17 430 bao ship nha. Con Casio xanh nè, dáng giống như bình rượu. Đó. Nè. Hai kim ô cái gì à? Dạ quang rất là đẹp luôn nha. Đây. Đầy đủ chức năng luôn. Dây thép sáng bóng luôn nha. Đây, rất là đẹp nha. Con này em định lấy em đeo luôn á. A81 68 bao ship nha. Dáng này hơi hiếm rồi nha. Nó vừa tròn rồi xung quanh thì nó có đó, nó hình vuông rồi. Đó, đầy đủ chức năng nguyên rin luôn. A81 658 bao ship nha. À. Có lưu danh bạ giờ thế giới, bấm giờ, đếm ngược, tùm lum chức năng luôn. Size của nó là 38 chưa núm nha. Rồi em đo ngang nha, 38 nha. Còn càng là 45.4 nha. Đó. Rất là đẹp luôn nha. Mặt xanh nữa, mặt xanh phong thủy. Và em có con Casio đơn giản nha, C39 408 bao ship nha. Đó, dây nè rất đẹp, đi hai lịch ô lịch nha, size nó tầm 37 chưa núm nha, rất là đẹp luôn. Dây nè rất là đẹp, dòng cổ điển nha. Đó. Em hôm nay em về tiếp một con tự động nha. Đó, đèn tự động nha, dây titanium nha, nó size 39, pin năng lượng có báo thức luôn, lịch vạn niên luôn nha. Đây. Đèn rất là sáng luôn nha, có giờ quang nữa. Mình đeo tay mình giơ nhẹ thôi là cũng sáng rồi nha. Đây, dây rất là dài. Đó, đèn mình giơ nhẹ thôi là sáng rồi. Mình xem giờ này kia rồi á. Tại dây hơi rộng nha. Giơ tay nhẹ thôi là sáng rồi. Đó, bấm đèn lúc này. Đó, rất là đẹp luôn. Hàng nội địa Nhật luôn nha. Đây, sản xuất tại Nhật luôn. Titanium nha, đeo rất là nhẹ. Đó. Nội địa Nhật luôn nha. Đèn 850 bao ship nha. Đó, rất là đẹp luôn. Vừa dạ quang vừa có đèn tự động, đèn hai led nữa. Rồi em lên một con của Ý nha. Con này hôm bữa em gửi cho khách mà khách trả lại, khách nói kim nhỏ không chạy. Rồi em test luôn, tại khách không biết xài dòng này nha, em cũng không trách gì khách. Rồi à, bấm giờ thể thao nè, đó kim nhỏ mới bắt đầu chạy nè. Đó rồi bấm dừng nè, reset nè. Còn cái này là ô 24 giờ này nha, 11 giờ 10 giờ mấy rồi, sắp đến 24 giờ nè, thấy chưa? Đó, gần 11 giờ rồi, 11 giờ thêm 1 giờ nữa là thành 24 giờ đó, khép đúc luôn nè, logo in the A Z luôn, Romeo Gili Italy nè, cái logo nó ở trên mặt kính luôn nha, đó. Ở sau mặt kính gì đó, rất là đẹp luôn, size 39 nha. 39.5 chưa núm nha, cỡ núm là 42.3 nè. Đó. Hàng có sao em tả vậy nha. Đó, rin nè, ở đây có khóa nè. Rất đẹp luôn, đây có logo hình đầu lâu nè nha. Đây, đáy xoáy luôn, của Ý nha, con này là của Ý rồi. Em bán R8 708 bao ship nha. Đó, mặt xanh nè. Chạy với 6 kim nữa, rất là độc lạ, đẹp. Đẹp lung linh luôn. Hàng có sao em tả vậy nha. Rồi em lên một con Citizen dòng dáng giống như tăng vậy nha.
Rồi size ngang 34 nha. Chiều dài thì 3, chiều cao thì 37.6 nè, đó, dọc luôn càng. À, kính của nó nè, kính lồi luôn nè, đó. Chạy hai ô lịch nha, con này của Citizen nha, dây nè. Đó, dây nè. Rất là đẹp luôn. Em bán Y6 580 bao ship nha. Đó. Của Citizen nha, Independent của Citizen nha. Đó. Dây này, dây lụa đi với đầu rất là hầm hố luôn, rất là đẹp, hai lịch luôn nha, kính đẹp luôn nha, ba kim Y6 580 bao ship nha. Rồi em lên một con Casio hầm hố nha. Đó. Có niềng xoay luôn nè. Dây dây cao su nha, dây size này size to nha. 44.5 rồi. Cả núm hả? Cả núm 47 nha. Đó, Q4 530 bao ship nha. Casio Duro nè. Chưa. Lắp ráp tại Nhật Bản luôn nha. Đây. Rồi cả nhà cùng xem, hàng có sai em nói vậy, lắp ráp tại Nhật Bản luôn. Đó. Q4 530 bao ship nha. Lên một con Casio máy tính nè, rất là hàng sưu tầm nha. Đây. Đó, nó có hình, nó có cái logo hình hình con cá nha, hình con cá, full đầy đủ chức năng luôn nha. Con này được lắp ráp tại Hàn Quốc nha. Đó. Đầy đủ chức năng tự tiến nè, đeo một lần rồi ghiền luôn, lịch vạn niên, báo giờ báo thức, máy tính đi chợ này kia, ra chợ anh ngồi anh bấm đó, lưu danh bạ này nha, lịch nè, máy tính nè, đó, giờ thế giới nè, báo thức nè, bấm giờ nè, đó, lịch vạn niên, đó, Q5 850 bao ship nha. Em lên một con Casio RO chết size khủng nha, size rất là bự luôn, 52, 51, 52 nha. Con này đặc biệt là có đèn tự động, có đo nhiệt độ nè, áp suất không khí nè, đó, đo nhiệt độ áp suất không khí nha. Con này đo độ cao gì đó. Đây đèn tự động đây, rất là ngầu luôn nha. Con này mà mới mà đẹp keng luôn, full chức năng luôn là phải hơn 1 triệu á, mà hiếm nữa, không phải là lúc nào cũng có đâu. C 75 7.5 bao ship nha, rin luôn nha. Made in Thái Lan nha, đây, sản xuất tại Thái Lan nha. Đo nhiệt độ, áp suất không khí này kia rất là nhiều chức năng luôn. C 75 7.5 bao ship nha. Con gờ sóc nè, đầy đủ chức năng đẹp lung linh luôn, 680 nha, G4 680 bao ship nha, pin năng lượng nha, đầy đủ luôn, đèn xanh kia rất là đẹp, dây khóa rin luôn, sản xuất tại Japan luôn, nó Japan nha. Nó gờ sóc G4 68 bao ship nha. Lên một con Casio hai máy nha, ba kim pin năng lượng nha, dây rút nha. Pin năng lượng đầy đủ chức năng luôn nha. Pin khỏe nữa, cục pin cũng hết 300 rồi. Đó. Có dạ quang, có đèn nữa. Size của nó là size nếu mà đo ngang tầm 41.4 43 nha. Tay vừa và nhỏ đeo thì đẹp.
Rất là sạch sẽ luôn nha, đó đầy đủ chức năng. M60 703 bao ship nha. Em lại có con M63 nha, màu trắng, con này đẹp keng luôn. Ở đằng sau em không cần vệ sinh, nó không có miếng bụi luôn, giống như là chưa có đai đeo vậy đó. Hàng có sao thì em nói vậy à đó, tại em làm tại em cũng lau chùi sạch sẽ mới đăng video đó, rất là đẹp luôn nha. Pin khỏe, tiếng kêu to. Đây đèn cũng sáng lắm nha. Dây nè, dây rất là đẹp luôn á, con này đẹp, dây rút nữa, mặt trắng nha. Đó, mình hẹn giờ 6 giờ dậy tập thể dục tắm biển đi chơi gái gì đó bấm nè. Đó, tiếng rất là to luôn. Đó, đèn M63 708 bao ship nha. Em lên lại một con Casio Rocket nha. Đó, đo tuổi trăng, dữ liệu thủy triều rồi kia, đo nhiệt độ nữa nha. Đó, 608 bao ship nha. Em lại quên ghi mã rồi, 46 sang ngang 4647 nha. Con này hàng cổ nè, còn đẹp long lanh luôn, sản xuất tại Nhật nha. Đó, giáp ban C nè, nó đèn tự động nữa, rồi đo nhiệt độ, đo thủy triều, nhiều chức năng lắm nha. Đó, rất là đẹp luôn nha. Rồi 608 bao ship nha. Có con của Nhật Y11 nè, 308 bao ship nha. Đó, rất là đẹp luôn, dạ quen luôn nha. Size 3940 chưa núm nha, của Nhật nha. Em coi dạ quen coi, có dạ quen nha. Đó, Y11 308 bao ship nha. Đó, con này cũng của Nhật nha, M4 308 bao ship nha. Dạ quen, niềng xoay, niềng kêu rất độc lạ luôn, của Nhật nha. M4 308 bao ship nha. Đó, em có con này ba đèn nha, 603 bao ship nha. H49 603 bao ship nha. Đó, dây thép của nó luôn, hai đèn nha, hai đèn, đèn led nha. Đó, đèn sáng, đèn led nữa, đèn flash nè. Rất là độc lạ, hàng của Nhật nha. Đó, hàng size ngang 50 mấy á, 54, 53 chưa núm thì size chưa núm tầm 43, 44. Đó, rất là đẹp luôn, độc lạ nha, của Nhật. Đó, rất là ngầu nha. Rồi, hôm nay em lên tới đây thôi nha. Rồi, em chúc cả nhà ngủ ngon nha. Có gì ủng hộ em, chia sẻ kênh giúp em nha. Mai em có hàng về em đăng tiếp. Dạ rồi, em cảm ơn nha.